Diogo Jota rực sáng, Liverpool hạ đẹp Arsenal để vào chung kết League Cup. Diogo Jota tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal trong trận lượt về bán kết League Cup 2021-2022. Sáng nay, ngày 21 tháng 1, đã diễn ra trận bán kết lượt về League Cup 2021-2022 giữa Arsenal với Liverpool. Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 nên cơ hội vào chơi trận chung kết mùa giải năm nay vẫn chia đều. Arsenal và Liverpool đều không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất, khi có nhiều trụ cột về phục vụ đội tuyển quốc gia ở AFC Honor 2021. Tuy nhiên, những cá nhân được lựa chọn trong đội hình xuất phát ở trận đấu này đều là các gương mặt tốt nhất có thể của Arsenal và Liverpool. Với lợi thế sân nhà, Arsenal nhập cuộc tương đối tốt, gây được sức ép lên phần sân của Liverpool. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Klopp không chỉ đạo các học trò chơi tấn công như vụ bão, thay vào đó là một cách chơi chậm, chắc và khai thác tối đa sai lầm của đối phương. Dù không có thế trận tốt hơn, nhưng đến phút 19, Diogo Jota sau khi nhận đường truyền của Trent Alexander-Arnold đã rê bóng lắc léo vượt qua hai hậu vệ của Arsenal trước vòng cấm địa rồi dứt điểm đánh bại thủ môn. Ramsdale mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng của Diogo Jota giúp trận đấu diễn ra sôi nổi hơn khi Arsenal liên tục tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ của Liverpool đã làm rất tốt công việc của mình, bảo toàn được mảnh lưới trong 45 phút đầu tiên. Trong hiệp 2, Arsenal có một số điều chỉnh về mặt nhân sự với hy vọng tìm bàn gỡ hòa. Nhưng khi mà hàng công chưa làm nên chuyện, hàng thủ của pháo thủ tiếp tục mắc lỗi kèm người để Diogo Jota ghi bàn thắng thứ hai ở phút 77 của trận đấu. Ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Arsenal chơi rất cố gắng nhưng không thể ghi bàn. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal để ghi tên mình vào trận chung kết League Cup 2021-2022. Đối thủ của Liverpool trong trận đấu cuối cùng là Chelsea, đội đã vượt qua Tottenham với tổng tỷ số 3-0.